Không 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 không. Ngày hôm qua thì mấy ông có thể thấy là thằng Vàng này sắp vào chuỗi rồi đúng không? Ui, tôi kể cho mấy ông nghe hành trình ngày hôm qua nhá. Đâu má, đáng lẽ ra thì ngày hôm qua tôi đã lên bạch kim rồi. Hôm qua tôi đánh một chuỗi thắng quá trời anh em. Xong trận Lee Sin mệt quá, tôi xin đi mid không được, tôi bị đầy đọa ra rừng. Nhưng mà tôi vẫn quay trở lại lên mid và tôi đã thắng thông liên tục, cuối cùng tôi vào chuỗi. Đó, anh em thấy không? Tôi vừa vào chuỗi đến nơi thì anh ba tôi xuất hiện và anh ba tôi bắt đầu quẩy danh một cách thần kỳ nào đó và... Đấy, cục luôn. Lên e đập nó đi vàng đi á. Lên e đập thằng này đi á. Ôi nó mang giờ cái điểm này nó đánh nhau không biết như nào. Thử nhá, giờ ăn nhiều mắt nghe bạn. Mày này, bướng này, ăn đầu bờ này, rảnh như mày. Ôi mà lỗ quá anh hai ơi. Cảm ơn ABC. Xem gái sinh số 18 cộng phải ớt lại BCSS chăm sữa. Lên tải abcss.cs. Tôi thích ông ABC này hơn ông hôm qua đấy. Ông hôm qua là sâu này sâu lọ nghe nó phản cảm quá. Bao nhiêu anh em xem live stream rồi. Cộng thank you ABC XYZ. Gái sinh móc kín sâu. Ui, 10 cộng ta lên văn minh đúng không? Anh á, làm con linh, ui, căng ngờ. Ô lên tường gió chém chết mày luôn á. Mày chết, ra van nó ganh. Mày chết, mày chết, mày chết, mày chết, mày chết. Thằng ra van. Trời ơi, thằng ra van nó đứng nhìn tôi định cá hết anh em ơi. Thằng ra van nó đứng nhìn tôi, nó không giúp, nó định cá hết nữa nên nguy hiểm quá. Gì bốn nhường, ôi ôi, mẹ pha đấy một viên nữa thôi là mẹ gặp ông bà đấy mẹ. Lướt lên, đánh thường, băm quy, tường gió đánh thường, lui về, lướt qua. Nào lên, e quy, đánh thường cho gái, đánh thường cho gái. Chơi nó, zone e. Ui, nó tóc rồi, hay quá anh trai. Nào, vào luôn anh ơi. Ui, vào, ôi trời. Ui dồi, gì bốn ơi. Cái pha đẹp như thế mà lại để mất cơ hội. À, mất luôn chuối này. Ok. Anh hai này chơi vẻ liều ha. Tặng cậu vàng cây xúc xích ăn sáng. Cảm ơn Nguyễn Nhật nha, chúc Nguyễn Nhật xem live stream vui vẻ. Lướt lên, đánh thường, lướt qua, tưởng gió, lướt qua, đánh thường, gặp quy, vui và... Kéo đấy, ném lốc cái mẹ này. Mạng dạo này lát thế, mình đóng tiền mạng hàng tháng rõ ràng mẹ 150 mà. Ui nó đen quá Luffy ơi. Ơi mình làm gì này. Ơi ơi. Ui tường gió đâu đi. Giời ơi đi, mẹ nó đi. Tất cả tại cái pha xả lát kia. Chứ nếu không là mọi chuyện nó đã khác rồi. Thằng này đang chạy tự nhiên cái gì đấy. Này. Ui giời. Ảo án. Cứ tưởng game này chỉ có ta, hóa ra là cũng có bạn. À thằng này ganh mình. Đây. Ý giời ơi, giả vờ tí. Không biết đâu. Với cái kỹ năng EQZ4 flash vừa rồi, chắc chắn là pha này mình bị hất tung luôn á. Vào. Rồi, hay bạn ơi. Hay quá gì bốn ơi. Vậy là tôi đã hiểu nhầm bạn, bạn nhường tôi thật, tôi sẽ vinh danh bạn. Nhiều khi pha đấy tôi để gì bốn ulti là hợp lý. Bởi vì tôi nghĩ pha dịch nó sẽ đam thôi. Ô. Ra đi. Swing.
ok, được mạng rồi. Về đi anh trai. Anh không thể để con Na xuất. Ôi, 300 que. Sao cái thằng Susan này nó đi quá giới hạn hơn cả mình trong ngày hôm qua ta. Anh à. Gì đây? Đừng. Cái gì vậy? Anh trai. Lấy trụ đầu của em để em trai chết trên tốt. Chết rồi. Thằng Lucy và... Ôi, anh em. Chú chó may mắn và anh ra đem số hưởng. Mà tôi lên đép cho nó mà nó bảo tôi chết ngu xong kêu tao. Thằng này chết rồi, thằng này không phải anh trai mình. Không có anh trai nào đi nói em trai như này cả. Mày à, mày mất ulti mày láo á. Mày vào đây em nào. Ôi ôi. Đánh nó đây, đánh. Ui giời ơi. Ê anh ơi. Đánh nó anh ơi. Nhưng mà anh vẫn đéo phải anh trai em. Mặc dù anh đã pha lấy tele lên để cứu em nhưng mà đéo. What the fuck? Run! Anh trai! Thật là hảo hán! Ôi! Anh ấy nằm rồi. Hay đấy. Thôi. Chúng ta là anh em giảng hòa. Ơ đúng quá, mày BD hả? Phải như nào giờ ta? Bạn chết à? Dã man vậy. Chết cả Nami luôn. Chúng nó dùng chiêu thức gì ấy ta? Không được. Nhanh lên AC ơi. Ôi, chúng nó xuống rồi. Thank you Nguyễn Nhật nha. Sao vàng cô để Momo cho dễ đâu nhé. Vàng để Momo á. Vàng là không phải Momo luôn á, Nguyễn Nhật á. Con ăn tớt rồi. Không. Phải vào pha đấy hảo hán đi. Hảo hán. Thôi bây giờ như nào giờ ta. Bây giờ tôi phải lên gâm vua mấy cả cái nỏ thằng Dominic này. Sau đó tôi bán đôi giày đi lên thành đôi giày kháng phép. May ra tôi có cửa bọn này. Sao con Na xuất nó trâu thế nhỉ. Tôi không nghĩ nó chỉ có đồ này mà nó có thể biến thành một con quái vật chất ba đồ ra xua anh em ạ. Đóng cây giáp gai là ổn á. Ở nhà giáp gai thì mình bỏ được cái lời nhắc tử vong đúng không? Mà mình có giáp hợp lý đấy. Anh bạn này nói chuẩn đấy. Tí nữa là tôi đóng gâm vua có tốc đánh mà. Đúng rồi. Chúng ta có thể bỏ lời nhắc đi và lấy máu, lấy giáp và có giảm hút máu nữa. Chơi nó anh trai. Tin 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 tin. Ồ. Đừng. Không có ulti. Hay quá. Hay quá, nè, vào đớp tiếp thôi. Thằng Nasus này hảo hán pha hơi sai. Tính ra mà mày team mày đi chung thôi là anh em cho tôi xin cái kit phá cái quả mắt sau con ba rôn này. Cái quả mắt. Hahahaha. Tôi
Game này không không mạng support nào, không thể nào KS được của mình. Cũng một ai KS được của tôi. Hay 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 hay. Hay quá men ơi, hay quá. Chọc phi lướt 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 chọc lướt đánh thường chọc phi. Má tôi đánh thường lên cái đỏ thần đánh đau ngang cho nó bổ quy á. Ui, thịt chó đấy. Từ nào. Chạy 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 đi chạy đi, từ 10 giây nữa có rồi, 10 giây nữa có rồi. Anh trai bình tĩnh, anh trai bình tĩnh, đừng rờ. Anh trai, không. Cho ít quà ăn sáng nè, mặt cười. Thank you IC boy nha. Chết mẹ mạng sản. Thế như mẹ lướt lên pha đấy tưởng có từng gió nha. Chết rồi. Tôi làm sao này? Đây ra. Đây tôi chăng? Đáng ơi. Mà thức tỉnh. Các bạn ơi, anh trai, em lỡ đi theo con đường sai trái rồi, em biết em sai rồi. Cứu em. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Xin lỗi. Cái này tôi là bị mê hoặc bởi cái lối chơi da xua xanh quá này, này ngáo đá đây anh em ạ. Hay, hay quá. Để chúng ta lại cùng làm gia đình nhé. Family. Nó khỏe lắm. Nó đánh chết Nami. Ê, anh ơi. Em giảm hút máu này riêng thằng này. Cho nó đánh em tới sáng mai luôn. Cái này phải tăng độ khó cho game đúng không anh em? Khi mà chỉ có một thằng support và ba thằng, sao không win luôn? Thằng em xanh đánh láo. Thằng em chỉ bày binh bố trận tí thôi, không sao đâu. Được rồi, full đồ anh em. Quả meta này nó lại hợp lý. Quả meta này là Onin này. Giáp xua bao nhiêu giáp à? 180 giáp, 387 đam. Cái này có bùa ba zone nữa anh em ạ. 1.5 tốc đánh, có giảm hút máu, 20% hút máu. Thật là sung sướng. Mỗi tội tốc độ chạy nó hơi chậm. Tôi đéo hiểu tại sao đôi giày mà tại sao. Thằng thì 396, thằng 369. Lên thôi anh trai, đến lúc family rồi. Thằng SP nó mà chết. Các anh để em băng trụ sâu quá. Hay quá. Là có ai cứu ra ban ngay. Ui. Hay quá đây ơi. À, chơi game gia đình lâu lâu được mấy pha thích thế như này. Uy tín quá đi nè. Ôi ơi. Mỹ mãn quá.